ជួយត្រីវាគឺបានចេញជាមួយអេប៉ុងមួយជម្រាបសួរតាអំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រហែលជាមួយនឹងក្បាច់សៀកដល់ថ្មីមួយដែលទើបចូលស្តុកក្បាច់នេះមានឈ្មោះថាបន្ទះក្រែមកៃក្នុងនោះមានពេលបងប្អូនទិញទៅមានបន្ទះហ្នឹងមួយហើយមានបិចហ្វឺចំនួន 2 ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអូខេសុំទុកសិនចាំតិចបាទបន្ទះក្រែមកៃនេះគឺវាមានធម្មពលពិសេសប្លែកមែនតើឥឡូវមកមើលតាមតើអ្នកគ្នាខ្ញុំនឹងគូររូបនៅលើបន្ទ
phật khoai muối khoai muối tiết khoai từ ở miền bầy ok trong khu mà khang tiết bóng vốn khoai muối trứng mà nẹ mặt hàng mong phụ đọc thêm mà nẹ mặt hàng nhé trong sông tục phượt sẵn chứ mong phụ anh mơ bán mà lành nhé lê khổm cứ mà nẹ mặt hàng ở quay đây bây giờ này ca sẵn đây sẽ ra scan bọc cho nó bên đi trong nâng lục hàng lơ muối chánh đôi chứ này khang khổm đi cầu viết bán rồi lục được này vì sao mình ta chỉ muốn nâng kèm cây đi mưa ấp toán mưa đó thì nhóm lục khang khổm tí bí bài này chứng khang khỏi có à lục được như này wow thì bấy chứng vía cứ ban bật tạm đầu ok à với đây bị xét mở từ ở 1 2 3 viết là lọc từ lọc mò được đàm vinh chứng vía ban bay khỏi sinh nhà ích thom mà đàm mà vinh vấn đề à với đây bao mỗi khơi cứ chữ ca sama sama vẫn nó trong lục bài này mở từ ở 1 2 3 vì cứ ban trên chỉ mùi ép bong mùi wow pizza mình thấy chỉ mùi được các bạch xây nhà ấy nâng bẩn tẹt kèm cây này.